Chúng ta chỉ có 10 người, nghĩa là trong trận đấu này bình quân mỗi người phải đánh bại 10.000 kẻ địch thì mới được. Có đông gấp trăm gấp ngàn lần cũng chả nghĩa lý gì với chúng ta. Dù gì kẻ địch cũng không phải lực lượng tinh nhuệ của hải quân, đừng có ở đó mà run sợ. Cậu nói ai đang run rẩy vậy hả? Cái tên đầu tảo đáng ghét kia. Uống gì hả? Cái tên đầu bếp tối ngày cứ chảy máu mũi. Nè Luffy, cái đầu 440 triệu bê ly là của ta. Của ta chứ. Đừng hòng ta vượt qua. Khốn kiếp, chỉ trong tích tắc mà hắn đã hạ gần một nửa. 50.000 người chỉ trong chớp mắt,